sắp thi rồi, tao với mày phải rình trộm xem vở học của thằng Tô mới được. Hóa ra là thằng Tôn nó thích mình nên mới ghi tên mình nhiều vào sổ như thế này. Quả này à, chép bài thoải mái, không lo bị ở lại lớp rồi. Mày bị ảo tưởng à? Nó thích tao đây này. Mày xấu hơn tao, mày nghĩ mày có cửa chắc, nhưng mày không có gương à? Thế bây giờ tao với mày ra hỏi thằng Tôn, ai thua quay lớp một tháng? Chơi luôn. Cậu nói thật đi, cậu thích tớ hay là thích Vân? Thích cái gì mà thích? Cậu đừng chối, tớ thấy cậu ghi tên hai đứa tớ đầy ở sổ kia kìa. Hả? Ui dài ơi, cái cuốn sổ ấy là để ghi lỗi, gửi cho thầy giáo. Hai cậu suốt ngày ăn quà vặt, đi muộn, nói chuyện riêng, nhiều tên là đúng rồi.